Rồi, mời lớp mình vào lớp ạ. Hôm nay chúng ta bước vào một bài tập trị liệu cổ vai gáy chuyên sâu và trị liệu cột sống. Từ đây mình đưa hai tay xuống mông, vén hai thịt ngồi sang hai bên. Từ từ thả lỏng hai tay đặt lên gối. Hai ngón cái và trỏ chạm nhẹ. Thả mềm hông, lưng, vai. Từ từ đưa ý thức về hơi thở. Đưa hơi thở về vùng cột sống. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, vươn dài các đốt sống lưng lên. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm thả mềm các đốt sống, thả lỏng các cơ. Lần hai, hít thật sâu, quan sát khí và oxy tươi trải dài khắp các đốt sống. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm, thư giãn và thả lỏng. Lần ba, hít thật sâu, quan sát sự vươn dài trong sự thả lỏng. Từ từ thở ra thật chậm, mềm hơn nữa vùng hông, lưng, vai. Một lần nữa, hít thật sâu và mềm mại thở ra thật chậm, bạn thở hết ra. Tiếp tục đưa ý thức và hơi thở về vùng ngực, hơi ôm nhẹ bụng lại. Từ từ hít thật sâu, khung sườn nở tứ phía. Và thở ra thật chậm, đẩy hết những cặn khí từ đáy phổi ra bên ngoài. Lần hai, hít thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, thư giãn và thả lỏng. Lần ba, hít sâu. Từ từ thở ra thật chậm, bạn thở hết ra. Một lần nữa, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, nhả khí mềm cơ, thư giãn. Tiếp tục đưa ý thức và hơi thở về vùng chóp mũi. Quan sát hơi thở đang được vào, ra qua mũi. Cảm nhận khi bạn hít vào, có một luồng khí tươi mát được đưa vào cơ thể. Khi bạn thở ra, cảm nhận có một luồng khí nóng ấm được đẩy ra bên ngoài. Cứ như vậy, hít vào và thở ra, hít sâu và thở chậm, hít nhẹ và thở thật êm, hít và thở. Sau mỗi nhịp thở, hãy cho phép mình được thả lỏng nhiều hơn nữa. Từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây. Cảm nhận sự xuất hiện của bạn trong không gian này.
tập trung đưa ý thức vào buổi học. Để buổi học được sẵn sàng, mời bạn chắp tay trước ngực, xoa nóng bàn tay. Xoa thật nóng lên. Tác ý vào bàn tay, xoa thật nóng lên ạ. Nóng thêm chút nữa. Thả lỏng cổ, gáy và vai. Rồi từ từ đưa hai tay áp vào vùng mắt, xoay nhẹ vùng mắt và xoay ngược lại. Từ từ khẽ mở đôi mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường. Từ từ hạ xuống ngực, cúi đầu xuống và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Thẳng lưng, hai tay sang ngang, hít thật sâu, vươn cánh tay cao qua đầu, đẩy ngực, nâng cằm, vươn dài cơ thể, mềm vai, lan hạ vai xuống. Đúng rồi. Thở ra khép cằm lại, chìm sâu hai vai, mềm gáy cổ, quan sát gáy cổ được kéo giãn. Lần hai, hít thật sâu. Và mềm mại, thở ra thật chậm, thư giãn và thả lỏng. Lần ba, hít thật sâu. Và mềm mại, thở ra thật chậm, mềm sâu vai, khép gáy cổ, chìm sâu xuống, thư giãn hông, lưng, vai. Một lần nữa, hít sâu, tách tay, căng lòng bàn tay đón khí. Từ từ thở ra thật chậm, mềm sâu gáy cổ, chìm sâu vai và cánh tay khép cằm, giãn sâu gáy cổ. Từ đây, hít vào bạn vươn cánh tay cao qua đầu, thở ra hạ tay trái xuống thảm, rồi vươn dài tay trái sang trái, mềm trỏ, vươn cánh tay phải áp tay. Nhấn lực vào tay trái, hít sâu, thẳng cánh tay trái, thở ra đẩy hông sang phải, mở ngực phải lên, thở hết ra, xoay cằm hướng vai trái. Quan sát sự căng giãn toàn bộ eo lườn phải, xoay cánh tay phải, hít sâu, vươn hai tay, nâng lên. Hạ tay phải xuống thảm, mềm trỏ, di chuyển tay, thở ra vươn dài cánh tay trái, áp tay. Nhấn một lực về bàn tay phải, hít sâu, đẩy lên vai, duỗi thẳng cánh tay, thở ra đẩy hông sang trái, quan sát eo lườn trái được căng giãn, đẩy ngực trái lên, hít sâu, thở ra xoay cằm hướng xuống vai phải. Thật chậm, xoay cánh tay trái, xoay vai trái, xoay vai trái, hít vào vươn hai tay, nâng lên, thở ra hạ tay trái xuống thảm, di chuyển mềm trỏ, vươn dài cánh tay phải áp tay, đẩy căng vai ngực phải, mềm hông lưng, rút rốn, hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1, xoay vai phải, hít sâu, vươn hai tay, nâng lên, hạ tay phải xuống thảm, di chuyển sang phải, mềm trỏ, thở ra vươn dài cánh tay trái áp tay, đẩy vai ngực trái lên, mềm trỏ phải, hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1, xoay vai trái, hít sâu vươn hai tay, nâng lên, xoay người sang trái, thở ra tay phải gối trái, tay trái phía sau, mềm vai và trỏ, thẳng lưng, vươn dài cột sống. Hít thật sâu, xoay cằm sang phải. Và từ từ thở ra sang trái. Hít hai sang phải. Chậm chậm thở ra sang trái. Có thể khép mắt,
hướng tâm trí vào đốt sống cổ và các cơ xung quanh cổ. Hít ba sang phải. Và thật chậm, thở ra sang trái. Một lần nữa, hít sâu sang phải. Và mềm mại, thở ra sang trái. Đẩy sâu đầu vai phải ra phía sau. Quan sát sự căng giãn. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào xoay người trở lại. Vươn hai cánh tay nâng lên. Thở ra đổi bên. Tay trái gối phải. Tay phải phía sau. Xoay cằm hướng vai phải. Thẳng lưng. Mở ngực phải. Đưa ý thức về vùng cằm. Hít sâu xoay cằm sang trái. Mềm vai và trỏ trái. Từ từ thở ra sang phải. Hít hai sang trái. Và thật chậm thở ra sang phải. Hít ba sang trái. Mềm mại thở ra sang phải. Khép mắt hướng sâu tâm trí vào bên trong. Một lần nữa hít sâu sang trái. Chậm. Từ từ thở ra sang phải. Quan sát biên độ mềm vai trỏ. Thở hết ra đẩy đầu vai trái ra phía sau. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Thật chậm. Hít vào xoay thân người trở lại. Vươn hai cánh tay nâng lên. Thở ra hai tay đan vào nhau phía sau lưng. Quận một vòng vai. Hít vào đẩy căng lồng ngực. Vươn hai tay ra xa cột sống. Thở ra gập sâu thân người hướng xuống thảm. Duỗi dài cột sống hông lưng vai. Quan sát sự căng duỗi. Khép cằm lại, mềm hai đầu vai. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Nắm chắc bàn tay. Hít sâu từ từ nâng thân người trở lại. Tách hai tay, hạ phía sau mông. Các ngón tay hướng về mông. Hai trỏ khép vào đường giữa. Hít sâu đầy căng lồng ngực. Thở ra nâng hông, duỗi dài thân trước. Quan sát mặt trước được căng giãn. Hít thật sâu, hạ mông trở về thảm. Thở ra hai tay đặt lên gối, chúng ta đổi chân. Rồi từ đây, hai tay ôm mềm vai, ôm gối. Từ đây xoay hông từ phải sang trái 5 vòng. 1, duỗi dài lưng mềm hai bả vai và trỏ. 2, thả mềm vai ra nữa. 3, 4, 5. Và xoay ngược lại 5 vòng. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ đây hít vào đưa lưng trở về thẳng. Thở ra hai bàn chân áp sát. Hai tay đan vào nhau, ôm bàn chân, nhấc gót kéo về khớp háng. Hít sâu duỗi căng lồng ngực vươn dài cột sống. Thở ra mềm hai vai, khép gối lên lan. Đúng rồi. Hít vào, nâng gối, vươn dài cột sống lên. Từ từ thở ra mềm sâu hai vai, lỏng cánh tay, mềm hơn nữa cột sống, toàn bộ gáy cổ thư giãn. Thở hết ra mềm gối đùi, gập sâu thân người hướng xuống thảm, duỗi dài các đốt sống. Hai trỏ tay hạ xuống thảm song song, tách về phía trước, khép cằm thu về cổ, mềm gáy cổ, thả lỏng hông, lưng, vai. Huyền đẩy cái thân trên về phía trước một xíu nữa. Đúng rồi. Rồi.
thật chậm, hít vào, duỗi dài các đốt sống. Từ từ thở ra thật chậm, thả mềm hông, lưng, vai, gáy, cổ. Lần hai, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, bạn thở hết ra. Thư giãn cột sống lưng dưới, lưng giữa và lưng trên. Đưa ý và khí vào các đốt sống. Lần ba, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thư giãn và thả lỏng. Một lần nữa, hít sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, bạn thở hết ra. Từ đây, úp bàn tay xuống thảm, hít vào từ từ bạn nâng thân người trở lại. Rồi thở ra duỗi hai chân về phía trước, dựng cổ chân lên, hai tay ra phía sau. Rồi hơi ngả người, rũ nhẹ khớp gối. Dựng cổ chân lên Huyền. Rồi, hít sâu duỗi mũi chân. Từ từ thở ra đạp căng gót, nhấc gót. Hít hai. Và thở ra đạp căng gót nào. Hít ba. Và thở ra. Hít bốn. Và thở nào. Hít năm. Và thở ra. Từ đây hạ gót xuống, gập các ngón chân xuống thảm, thả lỏng, gập, thả, gập, thả, dựng cổ chân lên rụng, gập, thả, gập, thả, gập, thả, gập, thả, và xoay cổ chân từ phải sang trái 5 vòng, 1, duỗi mũi chân, đưa ý về mũi chân, 2, 3, 4, 5, và xoay ngược lại, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ đây thu hai chân trở về trong tư thế cái bàn. Hai tay mở rộng bằng vai, hai chân mở rộng song song bằng hông. Tách rộng các ngón tay bám xuống thảm. Từ đây nhấn một lực về bàn tay, đẩy lên vai. Từ lực ở vai đẩy xuống hông, duỗi mềm hai mũi chân. Đưa ý thức về vùng xương cụt. Nhẹ nhàng hít sâu, cuộn xương cụt lên trũng thắt lưng, rút rốn, mềm vai duỗi ngực, ghì vai xa tay. Từ từ thở ra thật chậm, cuộn đỉnh mông xuống thảm, cuộn tròn lưng, thả lỏng đỉnh đầu, rút rốn vào sâu. Lần hai, hít thật sâu. Và mềm mại thở ra thật chậm. Thật chậm, bạn thở hết đi nào. Lần ba, hít thật sâu. Và mềm mại thở ra thật chậm. Thật chậm, từ từ thả lỏng cổ gáy, thở hết ra. Một lần nữa, hít sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thư giãn và thả lỏng các đốt sống. Từ đây, hít vào đưa lưng trở về thẳng trong thế trung lập, tách nhẹ hai gối. Thở ra, trải rộng bàn tay trái, hít vào lướt tay phải đặt lên sau gáy. Trên đầu một chút, rồi thở ra mình kéo cho phải về cổ tay bên trái, cuộn xương cụt lên. Hít vào nhấn lực về tay trái, nâng trỏ phải, mở vai phải lên. Thở ra, trỏ phải hướng về cổ tay trái. Hít ba, nâng lên. Và thở ra khép cằm, hướng trỏ về cổ tay. Một lần nữa, hít sâu, nâng lên. Và thật chậm, thở ra hướng sâu trỏ tay, chú ý không sập vai. Rồi từ đây hít vào, đưa tay phải trở về thảm thẳng lưng.
Thở ra chúng ta thu nhẹ gối trái, duỗi gối chân phải, đạp căng gót chân. Thở hết ra bước chân phải qua bên trái, xoay cằm mắt nhìn gót chân phải. Hít thật sâu, di chuyển tay trái sang bên phải. Thở ra chống năm đầu ngón tay, tiếp tục xoay cằm mắt nhìn gót chân phải. Quận nhẹ xương cột xuống, quan sát cột sống được giãn, cổ gáy duỗi. Thật chậm, hít vào thật sâu, hơi cong một chút, lưng dưới lên. Từ từ thở ra, duỗi lưng ra nhà cơ, thả lỏng cổ gáy. Hít thở đều và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu, thu tay trái trở về thảm. Thở ra, bước chân phải về cạnh ngoài tay phải. Rồi thở hết ra, mềm háng trái, duỗi ngực nâng cằm. Tiến hai tay về phía trước nửa bàn tay. Hít sâu, duỗi dài cột sống, vươn ngực nâng cằm. Thở ra, xoay cằm hướng sang vai trái, mắt nhìn về gót chân trái. Hít sâu, xoay cằm, mắt hướng sang bên phải, liếc nhìn gót chân trái, mềm háng trái xuống, xoay cằm mềm cổ. Thở ra, xoay cằm sang trái, nhìn sâu về gót chân. Tốt. Một lần nữa, hít vào sang phải, mắt nhìn gót chân, quan sát biên độ đi của cổ, quan sát các đốt sống lưng dưới, lưng giữa, lưng trên được giãn. Từ từ thở ra, xoay cằm sang trái. Rồi từ đây, hít vào trở về giữa. Từ từ thở ra, chống ức bàn chân trái. Từ từ nâng gối trái, duỗi dài chân. Đạp gót chân hướng xuống thảm, nhấn lực về tay trái, hít sâu, lướt cánh tay phải, nâng lên. Từ từ thở ra luồn sâu tay phải qua nách trái. Hít thải tay phải lướt nâng lên, tách các ngón tay. Thở ra luồn sâu tay phải qua nách trái, chìm hông xuống. Hai lần nữa hít vào nâng lên. Từ từ thở ra luồn sâu tay qua nách. Một lần nữa hít sâu mưa lên, mềm mại thở ra luồn sâu qua nách. Từ đây hít vào hạ tay phải trở về thẳm, thở ra bước chân phải trở về sau cùng chân trái đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế về ngược. Trải rộng bàn tay, nhấn một lực từ bàn tay đẩy lên vai, quan sát cánh tay được làm dài. Từ lực ở vai kiễng gót chân, trùng gối đẩy lên hông, lưng, quan sát cột sống được duỗi dài. Từ đây hạ mềm từng gót chân xuống thảm, xoay cằm sang trái và sang phải, thư giãn cổ. Hít sâu kiễng gót trái lên, thở ra hạ gót trái xuống và hít vào đổi bên. Thở ra tiếp tục đổi bên, xoay cằm liên tục theo nhịp chuyển động của gót chân. Chú ý quận xương cụt khi gót chân được hạ xuống thảm, mềm vai, thả lỏng cổ gáy, thư giãn nhả thêm vùng cơ vai. Từ đây, hít thật sâu kiễng hai gót chân lên, thở ra hạ gối hít trở về thảm. Duỗi mềm hai mũi chân, trải rộng tay phải, nhấn lực từ bàn tay lên vai, hít sâu lướt cánh tay trái đặt ra phía sau đầu, mở ngực trái, thở ra khép trỏ trái hướng về cổ tay phải, quận nhẹ xương cột lên, hít vào nhấn vai phải, đẩy căng tay trái lên, thở ra kéo trỏ trái hướng về cổ tay phải. Hít ba lướt tay trái lên, mở ngực trái. Từ từ thở ra, xoay vai, khép trỏ hướng xuống cổ tay. Một lần nữa hít sâu lên nào. Mềm mại thở ra, kéo trỏ hướng về cổ tay phải. Từ đây hít vào nâng tay trái, hạ xuống thảm.
thở ra duỗi gối chân trái đạp căng gót chân, thở hết ra bước chân trái qua bên phải, xoay cằm mắt nhít nhìn gót chân trái, hít sâu xoay cằm sang trái, mắt liếc nhìn gót chân phải, từ từ thở ra xoay cằm sang phải, mắt nhìn gót chân trái, quận nhẹ xương cụt xuống, quan sát hồng lưng vai cổ được giãn. Một lần nữa hít sâu sang trái, rất tốt, và thật chậm, từ từ thở ra sang phải. Ôi, từ đây hít vào thật sâu, xoay cằm về giữa, bước chân trái trở về cạnh ngoài chân tay trái, hạ mềm háng phải, tiến tay về phía trước nửa bàn tay, thở ra đầy ngực nâng cằm, quan sát cơ gập hông chân phải được giãn. Hít thật sâu vươn dài cột sống lên mềm háng phải xuống, thở ra xoay cằm sang phải, mắt nhìn gót chân phải, quan sát sự căng răng giãn giãn toàn bộ chậu hông và khớp háng. Hít vào xoay cằm sang trái, chìm sâu háng phải xuống, từ từ thở ra xoay cằm sang phải, mắt nhìn gót chân, tốt. Một lần nữa hít sâu, xoay cằm sang trái, từ từ thở ra xoay cằm sang phải. Rồi từ đây hít vào xoay cằm trở về giữa, chống ức bàn chân phải, thở ra nâng gối phải, duỗi hông đạp căng gót chân phải, nhấn lực về tay phải, hít sâu lướt cánh tay trái nâng lên, từ từ thở ra luồn sâu tay trái qua nách phải, hít hai tay trái lướt nâng lên, thật chậm thở ra luồn sâu tay trái qua nách phải, hít ba vươn cao xòe rộng các ngón tay, từ từ thở ra luồn sâu tay qua nách, một lần nữa hít thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm luồn sâu qua nách. Từ đây hít vào hạ tay trái trở về thảm, thở ra bước chân trái trở về sau cùng chân phải, đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế về ngực, trải rộng bàn tay, nhấn một lực từ bàn tay đẩy lên vai, từ lực ở vai đẩy lên hông, kiễng gót chân, hít thật sâu, đẩy thân người về phía trước, thở ra hạ mềm hai gối, duỗi mềm mũi chân, tiến hai tay về phía trước, thở hết ra mềm hai vai và trỏ, hạ xuống thảm, hít vào đẩy hông ra phía sau, quận nhẹ xương cụt lên, từ từ thở ra mềm vai ngực xuống, giãn sâu vùng vai ngực hông lưng, rất tốt, hít vào từ từ nâng vai lên, thân người đẩy về phía trước, thở ra kéo hông lên cuộn xương cụt, thở hết ra hạ ngực sâu xuống. Hai lần nữa, hít sâu, thân người đẩy về phía trước, vai thẳng hàng tròn. Từ từ thở ra, kéo đẩy hông ra phía sau, cuộn xương cụt, mềm vai ngực, giãn cổ gáy vai, hông, lưng. Một lần nữa, hít sâu. Từ từ thở ra thật chậm, đẩy hông lên, quặn xương cụt lên, mềm sâu vai ngực xuống, thả lỏng cổ. Thật chậm, hít vào đẩy người về phía trước, vai trên trò tay, chống hai ức bàn chân, thở ra nâng gối, hạ chìm hông xuống, trở về trong tư thế nhân sư, chỉnh hai tay rộng bằng vai. Hít thật sâu đầy căng lồng ngực mềm vai, từ từ thở ra xoay cằm sang trái thư giãn cổ, hít sâu trở về giữa, từ từ thở ra sang phải thư giãn chéo cổ trái, hít sâu trở về giữa, thở ra khép cằm thu về cổ mềm hai vai, quan sát toàn bộ trầm gáy được giãn. Từ đây, hít vào đẩy ngược lên, nâng cằm vươn lên, mím môi hướng lên trên, quan sát da cổ phía trước được căng giãn.
Từ từ thở ra, khép cằm, thu về cổ, thu hai tay hướng về trỏ, thở hết ra, nâng hông, rồi kéo mông về phía gót chân, kéo giãn các đốt sống, quận xương cụt xuống thảm, mềm hông, lưng, vai, mềm cánh tay, hạ mềm trán mũi xuống thảm. Trải rộng cột sống, trải dài các cơ. Từ từ đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về vùng cột sống. Hít thật sâu, quan sát khí và oxy tươi trải dài khắp các đốt sống. Từ từ thở ra thật chậm, thư giãn và thả lỏng, nhả mềm hai vai, nhả mềm các đốt sống. Lần hai, hít thật sâu, quan sát sự trải dài khí và oxy tươi tới từng đốt sống. Từ từ thở ra thật chậm, thư giãn và thả lỏng, mềm hơn nữa vai, hông, lưng. Đưa ý và khí sâu hơn nữa về cột sống, từ gáy cổ cho tới cùng cụt. Hít thật sâu. Và mềm mại thở ra thật chậm, thư giãn và thả lỏng. Một lần nữa, hít thật sâu. Cảm nhận khí và oxy tươi trải dài khắp các đốt sống. Mềm mại thở ra thật chậm, xả những cặn khí ra bên ngoài, thư giãn và thả lỏng. Từ đây, thật chậm, hít vào, bạn đẩy thân người về phía trước, vai trên cổ tay. Thở ra chống hai ức bàn chân, từ từ nâng gối đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế về ngược. Đưa ý thức về chân phải, hít sâu, bạn lướt chân phải nâng lên. Thở ra bước chân phải về cạnh trong bàn tay phải. Chống 10 đầu ngón tay, trùng gối phải, sao cho đầu gối thẳng hàng với cổ chân. Hít sâu, duỗi đẩy hông ra phía sau, duỗi đẩy ngực về phía trước. Quan sát sự căng duỗi, mềm hai vai. Từ từ thở ra, đạp gót chân trái ra phía sau, mềm háng trái, mềm vai, cổ, gáy. Thả lỏng và thư giãn, lực dồn về bàn chân phải. Hít thở đều bạn giữ ở đây, thư giãn vùng hông, lưng, vai. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào nâng hông, nhấc chân trái tiến về phía trước một bàn chân. Thở ra quan sát gót chân hơi chéo, mũi chân hơi chếch sang bên trái. Thở hết ra duỗi gối chân phải đẩy hông ra phía sau. Nhấc 5 đầu ngón chân phải lên, hít vào hạ mềm xuống thảm, nhấc hai tay lên đặt lên hông. Thở ra duỗi dài gập thân người xuống. Quan sát sự căng duỗi, vững chắc trên chân, trải rộng bàn chân. Hít vào duỗi ngực, từ từ bạn nâng thân người lên. Rồi xoay hông sang trái, từ từ thở ra xoay sang phải. Quận hông xuống, quận mông xuống. Thở hết ra, gập thân người hướng xuống thảm, duỗi dài các đốt sống, khép cằm lại bảo vệ cổ. Thở hết ra, mềm hông, lưng, vai. Hai tay hạ xuống thảm, mềm hơn nữa, đẩy lực từ các ngón tay lên vai, duỗi đẩy hông ra phía sau, thả lỏng cổ gáy, mềm hai vai và trỏ, thả lỏng cổ. Quan sát khí huyết được dồn về đỉnh đầu. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Thật chậm, hít vào nhấc 5 đầu ngón chân phải lên. Thở ra hạ mềm xuống thảm, thở hết ra trùng gối chân phải, bước chân trái trở về cùng chân phải.
khoảng cách song song rộng bằng không. Thật chậm, hít vào đưa hai tay nắm lấy hai trỏ, từ từ thở ra xoay người sang bên trái. Hít thật sâu sang phải, từ từ thở ra sang trái, quan sát các đốt sống vùng cổ, gáy, hông, lưng được giãn. Hít sâu sang phải, chậm chậm thở ra sang trái. Một lần nữa, hít sâu sang phải và thật chậm thở ra sang trái. Từ đây, hít vào thân người về giữa, tách hai tay thả lỏng xuống thảm, thở ra cuộn xương cụt xuống thảm, cuộn lưng dưới, chúng ta nâng từng đốt sống và nâng thân người lên, cuộn tròn lưng, quan sát sự thư giãn. Khi vai trở về thẳng, hít vào xoay vai, thở ra chìm vai và cánh tay xuống, hai tay vươn lên, hít thật sâu vươn dài cơ thể, thở ra hai tay xuôi theo thân, gập sâu thân người hướng xuống thảm. Hít vào một hơi thật sâu, từ từ chống 10 đầu ngón tay, duỗi ngực nâng cằm, cuộn xương cụt lên, mềm vai. Từ từ thở ra mềm vai sâu, mềm trỏ xuống. Hít sâu, bước chân phải dài ra sau, chếch một góc 30 độ. Gót chân hạ xuống thảm, mũi chân hướng về phía trước. Thở ra trùng gối chân trái, duỗi dài hông lưng ra phía sau, duỗi dài ngực về phía trước. Quan sát sự căng duỗi các đốt sống vùng lưng, mềm sâu đôi vai và cổ gáy. Thật chậm, chắc trên chân trái, hít vào nhấc 5 đầu ngón chân lên. Từ từ thở ra hạ mềm bàn chân xuống, hai tay đặt lên hông. Hít vào duỗi ngực, từ từ nâng thân người vươn lên, thở ra xoay hông sang phải, thật chậm hít vào sang trái về giữa, cuộn mông và xương cụt xuống thảm, thở ra gập sâu thân người hướng xuống thảm, thở hết ra duỗi gối trái, từ từ gập sâu thân người xuống, quan sát sự căng duỗi hông lưng, thả mềm vai, trải rộng chân, chống 10 đầu ngón tay xuống thảm. Hít vào đầy lực từ các ngón tay lên vai, duỗi dài cánh tay, thở ra đẩy ra phía hông, quan sát sự căng duỗi, thật chậm, hít vào thật sâu, duỗi dài cột sống, từ từ thở ra mềm hông lưng và vai. Từ đây, hít sâu đẩy gối trái về phía trước vuông góc, thở ra bước chân phải trở về cùng chân trái, gập sâu thân người hướng xuống thảm, hai tay nắm lấy hai trỏ. Hít sâu xoay người qua bên phải, quan sát hông lưng vai được giãn. Từ từ thở ra xoay người sang trái, cuộn nhẹ xương cột lên, mềm vai xuống. Lần hai, hít sâu sang phải và thật chậm thở ra sang trái. Lần ba, hít sâu sang phải, mềm mại thở ra sang trái, thư giãn và thả lỏng. Một lần nữa, hít sâu sang phải và thật chậm thở ra sang trái. Rồi từ đây, hít vào trở về giữa, tách hai tay hạ xuống thảm, thở ra bạn cuộn xương cụt xuống thảm, cuộn từng đốt sống từ lưng dưới, lưng giữa và lưng trên, nâng thân người trở về thẳng. Cho đến khi vai trở về thẳng, bạn xoay tròn vai, thả lỏng hai tay. Từ đây, hít vào bạn vươn hai cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Hạ tay phải lên mang tay trái, thở ra nghiêng sâu đầu sang phải, thở hết ra đẩy cánh tay trái ra phía sau, mềm sâu đầu vai trái xuống, cuộn mông hướng xuống thảm, quan sát toàn bộ chéo cổ trái được căng giãn.
thật chậm, giữ nguyên đầu và tay phải, hít vào lướt cánh tay trái, nâng lên. Mềm mại thở ra, hướng cánh tay trái ra phía sau, mềm sâu đầu vai trái xuống, quan sát cơ ức đòn trũng bên trái, vùng chéo cổ trái căng giãn sâu, quận mông và xương cụt xuống thảm để bảo vệ đốt sống. Hai lần nữa, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thư giãn và thả lỏng. Tốt. Một lần nữa, hít thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, mềm sâu vai, mềm gáy cổ, quận mông xuống. Rồi từ đây, hít vào, nâng đầu trở về thẳng, thở ra thả lỏng tay phải, mềm hai tay. Lòng bàn tay hướng về phía trước, quận nhẹ mông xuống, tách các ngón tay. Hai tay vươn lên, hít thật sâu, vươn cao qua đầu, mềm vai xuống. Thở ra đặt tay trái qua mang tay phải, nghiêng đầu sang bên trái. Thở hết ra, mềm cánh tay phải, đưa tay ra phía sau, chìm sâu vai phải xuống. Quan sát toàn bộ chéo cổ phải, cơ ức đòn trũng bên phải được giãn. Hít sâu lướt cánh tay phải, nâng lên, xoay căng bàn tay ra nào. Từ từ thở ra, úp bàn tay xuống, mềm sâu vai, tạt tay phải ra phía sau, mềm sâu cánh tay xuống. Tốt. Hai lần nữa, hít thật sâu, nâng lên, quan sát sự chuyển động đi theo nhịp thở. Từ từ thở ra, mềm sâu vai, mềm gáy cổ, thư giãn và thả lỏng. Một lần nữa, hít thật sâu và mềm mại thở ra thật chậm, thở hết ra bạn thư giãn, chìm sâu vai phải xuống. Tốt. Từ đây, hít vào bạn nâng đầu trở về thẳng, thở ra thả lỏng, tay trái xuôi theo thân, hai bàn tay hướng về phía trước, mềm hai vai, ví chiếc cằm của bạn như một cây bút chì. Hít sâu, bạn xoay cằm sang trái, chúng ta vẽ hình ô vuông. Từ từ thở ra sang phải, hướng xuống. Hít hai sang trái, nâng lên. Thật chậm, thở ra sang phải, hướng xuống. Hít ba sang trái, nâng lên. Và thật chậm, thở ra sang phải, hướng xuống. Hít bốn sang trái, lên nào. Tăng biên độ, thở ra sang phải, hướng xuống, mềm sâu vai. Tiếp tục, chúng ta xoay ngược lại. Hít sang phải, nâng lên. Và mềm mại, thở ra sang trái, hướng sâu xuống. Hít hai sang phải, nâng lên. Mềm mại, thở ra sang trái, hướng sâu xuống, khép mắt, đưa ý vào trong. Hít ba sang phải lên ạ. Và thật chậm thở ra sang trái hướng sâu mềm vai. Một lần nữa hít sâu sang phải nâng lên. Mềm mại thở ra sang trái hướng xuống. Ôi từ đây chúng ta sẽ xả khí ở vai một chút với hơi thở dương dương. Vẫn đứng như vậy, hai chân mở rộng bằng hông. Chú ý bàn chân ở giữa là bằng hông. Hai tay sang ngang, hít vào vươn cánh tay cao qua đầu, nắm tay ở trên, thở ra xả khí. Hít hai nâng lên và thở. Hít ba lên nào và thở. Hít bốn lên nào và thở. Hít năm và thở. Hít sáu và thở. Hít bảy và thở. Hít tám và thở. Hít chín và thở. Hít mười và thở. Rồi hai tay đưa ra phía trước là cổ tay. Rồi tác động vào 10 cái cổ trên cơ thể. Rồi thả lỏng nữa ra nào. Thả lỏng nữa. Dẻo hơn nữa bàn tay.
có thể hướng tâm trí về cổ tay, mềm hơn nữa cổ gáy, thả lỏng nữa nào, thả lỏng nữa, lực đi lan, đẩy lực về cổ tay, đúng rồi, thật thả lỏng ra, bao giờ cái tay nó càng dẻo thì cái cổ càng thoát khí. 5, 4, 3, 2, 1, từ từ thả lỏng, hướng hai trỏ tay lên, lòng bàn tay hướng xuống, quan sát lòng bàn tay và các ngón tay đang rần rần khí, thả lỏng và quan sát. Rồi từ đây chúng ta xóa khí, cử động các ngón tay. Cử động ngược lại. Mềm vai, thả lỏng cánh tay và bàn tay. Quan sát lòng bàn tay, hết khí, từ từ thả lỏng xuống. Rồi chúng ta hạ lưng xuống thảm. Co hai gối lại. Hai chân mở rộng song song bằng hông. Hai tay xuôi theo thân, úp bàn tay xuống thảm. Lan hãy thu chân về bằng hông. Nữa, 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 nữa. Có một cái khoảng cách bàn chân ở giữa là bằng hông. Khép cằm lại xuống. Nữa, nữa, vẫn rộng. Nữa, nữa. Rồi cái chân, mũi chân này vào một tí nữa. Mũi chân bên này. Đúng rồi. Thu hai chân về gần mông nữa. Đúng rồi. Rồi trải rộng bàn tay ra. Huyền đưa gót chân bên trái ra một tí. Hạ bàn tay xuống thảm, khép cằm thu về cổ, trở về trong tư thế cây cầu. Nhẹ nhàng nhấc hông lên, duỗi dài và hạ mềm xuống thảm. Nhấc vai lên, duỗi dài và hạ mềm xuống thảm. Duỗi cổ gáy, thả mềm hông, lưng, vai. Từ đây, đưa ý thức về vùng xương cụt. Hít sâu, quận xương cụt hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên. Từ từ bạn đẩy hông lên, rồi nhấc nhẹ vai, đẩy lên. Kéo xương mu về phía xương ức, khép cằm thư về cổ, quan sát gáy cổ được duỗi. Toàn bộ mặt trước thân người được giãn, kéo đáy chậu lên, duỗi hông lên. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ thở ra thật chậm, hạ mềm từng đốt sống trở về thảm. Thả mềm các cơ, thư giãn và thả lỏng. Nhấc vai lên, duỗi dài và hạ mềm xuống thảm. Lần 2, hít thật sâu, quận xương cụt hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên. Từ từ bạn đẩy hông lên, quan sát cột sống được duỗi, quan sát hông lưng vai được giãn, cổ gáy được giãn duỗi, khép cằm lại. Hít thở đều bạn kéo đáy chậu lên, giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1, thật chậm, hít vào hạ mềm từng đốt sống trở về thẳm. Từ từ thở ra nhấc vai, duỗi dài và hạ mềm xuống thẳm. Một lần nữa, hít sâu, cuộn xương cụt hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên. Từ từ bạn đẩy hông lên nào, đẩy hông cao lên chút nữa nào. Tiếp tục đẩy cao lên, đưa ý về, rồi thu hai tay phía sau lưng, đan tay vào nhau, duỗi thẳng cánh tay, lách vai trái vào trong, lách vai phải vào trong, nhấc cái vai, sau đó đẩy cái hông lên, khép cái cằm lại. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Tách hai tay giữ nguyên vai, hít sâu, hạ mềm từng đốt sống trở về thảm. Từ từ thở ra nâng vai, duỗi dài và hạ mềm xuống thảm. Từ đây duỗi gối trái, hạ gót chân xuống thảm.
co gối phải, hai tay đan vào nhau ôm gối phải, hít sâu. Thở ra đạp căng gót trái, mềm cổ gáy, kéo gối phải hướng về ngực, quận xương cột hướng xuống thảm. Quan sát các đốt sống vùng lưng, vai được giãn. Tư thế ống bễ rất tốt cho dạ dày. Hít vào bạn nới lỏng vai và cánh tay. Từ từ thở ra kéo gối phải hướng về ngực, chìm sâu vai, khép gáy cổ. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu tách hai tay. Co gối chân trái, đặt mắt cá chân phải qua đầu gối trái. Co gối lại, co gối trái lại, co gối trái lên ạ. Trở về xe chỉ luyện luồn kim, mắt cá chân phải, Dung ơi, mắt cá chân phải qua gối trái, đúng rồi. Chân phải, Huyền ơi. Thở ra nhấc chân trái lên, hai tay luồn xuống, ôm lấy cạnh ngoài gối trái, khép cằm thu về cổ. Thở hết ra kéo gối trái hướng về ngực, quận xương cụt hướng xuống thảm, duỗi dài gáy cổ. Quan sát mông sầu hồng lưng và căng mạc đùi chân phải được giãn. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Tách hai tay, hít vào duỗi gối trái, hạ xuống thảm. Hai tay vươn cao qua đầu, thở ra đổ thân người qua bên trái. Rồi sau đó lướt cánh tay phải sang ngang, thở hết ra. Đưa tay trái đặt lên gối phải, mềm trỏ phải xuống. Trong tư thế con cua, mềm vai phải sâu xuống. Hít thở đều bạn giữ ở đây, thư giãn hông, lưng, vai. Sau một vài nhịp thở thật chậm, hít thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm, thư giãn và thả lỏng vai, hông, lưng. Một lần nữa, hít thật sâu và mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm, thư giãn và thả lỏng. Từ đây, hít vào bạn thu chân phải trở về thảm, duỗi gối phải, dựng cổ chân lên, co gối trái. Thở ra, hai tay đan vào nhau ôm gối trái, khép cằm thu về cổ. Thở hết ra, kéo gối trái hướng về ngực, quận xương cụt hướng xuống thảm. Quan sát hồng lưng, vai, cổ, gáy được kéo giãn. Hít sâu nới lỏng chân trái, duỗi thẳng cánh tay. Từ từ thở ra kéo gối trái hướng về ngực, khép cằm lại, quận xương cụt hướng xuống thảm. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Thật chậm nới lỏng chân trái, hít vào co gối chân phải lại, tách hai tay, đặt mắt cá chân trái qua đầu gối phải. Thở ra, nâng chân phải lên, hai tay luồn xuống, đàn tay ôm lấy cạnh ngoài gối phải, hít sâu. Thở ra khép cằm lại, mềm gáy cổ, kéo gối phải hướng về ngực, quận xương cụt hướng xuống thảm, quan sát vùng mông sâu bên trái, cơ càng mạc đùi chân trái, toàn bộ gáy cổ, hồng, lưng được giãn. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Tách hai tay, hít vào duỗi gối chân phải, hạ xuống thảm. Thở ra, đổ chân trái sang bên phải, vươn hai cánh tay cao qua đầu, duỗi dài cột sống. Sau đó từ từ trượt tay trái ra phía sau, ngang vai, mềm vai và cánh tay. Hít sâu đặt tay phải lên gối trái, thở ra xoay cằm hướng vai trái, mềm sâu, hồng, lưng, vai. Hít thở đều và thư giãn, vai, ngực, hông, lưng.
Sau vài nhịp thở điều hòa, tiếp tục với hai hơi thở sâu và chậm. Hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thư giãn và thả lỏng. Lần hai, hít thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, thư giãn và thả lỏng hơn nữa. Từ đây, hít vào, nhấc chân trái thu về, thở ra. Co hai chân lại. Rồi, áp sát hai bàn chân vào nhau. Hai gối mở sang hai bên, hai bàn chân áp sát, từ từ hạ bàn chân xuống thảm. Mở hai chân sang hai bên, khép cằm thu về cổ. Hai tay đặt lên rốn, các ngón tay hướng xuống, hai trỏ tay hạ mềm xuống thảm, hơi khép cằm thu về cổ. Nhấc lưng, duỗi dài và hạ mềm xuống thảm. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm. Lần hai, hít sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, thư giãn và thả lỏng. Một lần nữa, hít sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, bạn thở hết ra. Từ đây, đưa hai tay xuống phía sau đùi, hít vào nâng hai gối lên, thở ra duỗi hai gối, hạ xuống thảm, hai gót chân phía trong thảm, hai mũi chân phía ngoài thảm, hai tay đưa xuống mông, bén hai thịt ngồi sang hai bên, nhấc lưng dưới, duỗi dài và hạ mềm xuống thảm. Nhấc vai, nâng đầu và hạ mềm xuống thảm. Từ đây, hai tay buông xuôi theo thân, trách một góc 45 độ. Thả mềm cơ thể, thả lỏng cột sống, thả lỏng cổ, gáy và hai vai. Hãy nằm xuống như một đứa trẻ ngủ trên giường. Sau những giây phút đầy hoạt động, cảm nhận các cơ đang được trải dài trên thảm. Tâm trí, hơi thở và cơ thể này đang được thả lỏng. Cảm nhận sự thả mềm từ trái tim, sự thả lỏng từ hai lá phổi, sự thư giãn và buông thư của toàn bộ cơ thể. Trong đôi mắt khép, cảm nhận thật sâu sự thả lỏng từ đôi bàn chân, các ngón chân. Sự thả lỏng này trải rộng lên mu bàn chân, cổ chân, bắp chuối. Và tiếp tục được lan tỏa lên hai bên gối.
từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây, đánh thức từng giác quan trên cơ thể bạn, cử động 10 đầu ngón chân, 10 đầu ngón tay, nhẹ nhàng khẽ mở đôi mắt, chớp mắt, mở mắt, chớp mắt, mở mắt, mắt nhìn lên trán, xuống mũi, lên trán, xuống mũi, lên trán, xuống mũi, mắt nhìn sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, sang phải. Mắt xoay 3 vòng từ phải sang trái. Ba vòng từ trái sang phải. Nghiêng đầu sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, sang phải. Trở về giữa, hai chân co lại, nghiêng người sang một bên, chống bàn tay, nâng thân người ngồi dậy, khép đôi chân trong tư thế ngồi xếp bằng. Hai tay chắp lại trước ngực, xoa nóng bàn tay, xoa thật nóng lên. Tác ý vào bàn tay, xoa thật nóng lên nào. Nóng thêm chút nữa, lòng vai thêm chút nữa. Từ từ đưa hai tay áp vào vùng mắt. Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay được truyền sâu vào hốc mắt. Biết ơn đôi mắt này đã giúp tôi nhìn được thế giới quan xung quanh và nhìn được những người tôi yêu thương nhất. Từ từ bạn khẽ mở đôi mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường, nơi khai mở con mắt thứ ba, nơi khai mở ánh sáng của lòng từ bi, của trí tuệ, sức khỏe và sự minh mẫn. Từ từ bạn hạ tay hướng về ngực, nơi trái tim của bạn đang ngự trị, cúi đầu xuống, hướng ánh nhìn về trái tim yêu thương và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Cảm ơn lớp mình.